Ok, hả, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái database cực kỳ thú vị về vũ khí cũng như là dụng cụ trong Minecraft cực kỳ đặc biệt nha. Thì hôm nay cũng không phải là vũ khí, cũng không phải là dụng cụ, cũng không phải là giáp các bạn à. Hôm nay là thức ăn. Hôm kia là Ngọc Ender đúng không? Hôm nay là thức ăn mọi người ạ. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại táo vàng có thể giúp các bạn có khả năng đặc biệt khi ăn nó. Đồ, hay chưa? Táo vàng mà cũng có khả năng đặc biệt thì mình cũng bó tay với lại anh tác giả này rồi. Cực kỳ hay luôn. Đấy. Rồi, không nhiều dòng nữa thì mình sẽ chế tạo và test cho mọi người xem nha. Hôm nay đảo của mình có con gì đây mọi người? Đó chính là con Tusk, con thỏ Tusk nha mọi người. Thì đây là thành viên mới trong gia đình view của chúng ta. Lucky và Tusk. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ chế tạo một loại bàn chế tạo chỉ có tác giả này mới có thể làm được thôi mọi người ạ. Đó chính là Custom Raptor. Đấy, mình sẽ crafting táo vàng đầu tiên, đó chính là táo vàng nâng cấp. Thì táo vàng này sẽ giúp các bạn còn bao nhiêu chai vậy ta? Hình như mình lấy hết số chai thuốc trong cái này rồi mọi người. Thôi kệ đi. Thì táo vàng này sẽ được cái gì? Khi các bạn ăn trái táo vàng này thì các bạn sẽ được tàng hình. À không phải tàng hình các bạn ạ, các bạn sẽ được biến thành chế độ khán giả. Đấy, có nghĩa là chế độ game mắt bài. Và nó sẽ dịch chuyển các bạn về lại vị trí cũ khi mà hết 10 giây nha. Đây mình sẽ ăn và test cho bạn xem. Đó, rồi, nó sẽ có một cái âm thanh hiệu ứng gì đó. Và các bạn sẽ dùng chế độ khán giả này bay tùy thích đó để xem tình hình hay là có thể nhìn xuyên tường các kiểu. Rồi, đó, hết 10 giây thì nó sẽ dịch chuyển các bạn lại về trí cũ lúc mà các bạn ăn cái trái táo vàng này. Đó, khá là hữu dụng đúng không? Dành cho những bạn kiểu là ôi, nhìn phía xa xem có kẻ địch đang đột nhập hay là gì đó. Chúng ta tàng hình mà sao nó biết được mình đang bay và nhìn xuyên tường đúng không? Đó, đây là một trong những trái táo vàng cực kỳ hữu dụng cho các bạn nào chơi chung mà kiểu tranh giành địa bàn lãnh thổ đấy. Rồi, trái táo vàng tiếp theo cũng là trái táo vàng này luôn, nhưng mà kiểu nâng cấp lên thêm các bạn à. Đây, mình sẽ crafting trái táo vàng phù phép này. À, về cái lọ phù phép, à quên, cái lọ kinh nghiệm á mọi người. Thì cái lọ này mình nghĩ là các bạn đi mấy cái chỗ mà có cái cột của mấy tên dân làng ác á, thì chỗ đó thường là có mấy cái lọ kinh nghiệm này ấy. Đấy, các bạn đi xung quanh mấy cái chỗ đó thì sẽ có cái rương. Rồi sau đó thì các bạn nhặt cái lọ kinh nghiệm này nha. Thường là cái rương đó nó có một lọ thôi. Nếu mà mình biết là trong thế giới của mình có cách nào để chế tạo, à hình như là cũng có cái database chế tạo được cái lọ kinh nghiệm này á mọi người. Đấy, các bạn có thể lên trang web database để tìm cái công thức chế tạo lọ kinh nghiệm nha. Đấy, rồi thì chúng ta nâng cấp như thế nào? Ôi, mình lộn mọi người ạ. Đấy, chúng ta cần thêm 4 lọ kinh nghiệm cũng như là 4 viên kim cương nha. Đấy, trái táo vàng này và 4 lọ kinh nghiệm để như này chứ. Rồi, 4 viên kim cương. Đó, các bạn sẽ được enchant thêm. Enchant thêm trái táo vàng nâng cấp hồi nãy là sức mạnh đặc biệt của nó như thế nào? Khi chúng ta ăn trái táo vàng này vô á thì nó cũng giúp chúng ta biến thành game mode 3 để bay, nhưng mà nó sẽ dịch chuyển cho chúng ta tới cái vị trí bay đó, các bạn hiểu không? Hồi nãy thì mình ăn mình bay được, sau đó nó dịch chuyển mình về lại đó, còn bây giờ ăn bay và nó sẽ không dịch chuyển chúng ta về lại. Đây mình sẽ test cho mọi người xem luôn. Mình sẽ ăn vô đó, bay này, bay 10 giây nha mọi người. Đó, 10 giây mà bay tới như vậy là quá ngon rồi mọi người, và bay thấp xuống nha, không thôi rơi chết á. Đó, các bạn thấy không, dịch chuyển tức thời luôn. Nó hơn một cái ngọc Ender bình thường mấy lần luôn á mọi người. Và mình đã dịch chuyển được tới cái khu vực này khá là xa cái chỗ hòn đảo review của mình. Wow, một trái táo vàng cực kỳ lợi và rất là khó để chế tạo trái táo vàng này mọi người à. Tại vì nó phải tốn rất là nhiều lọ kinh nghiệm luôn. Đấy, lọ kinh nghiệm thì tìm rất là khó, không thể nào mà tìm được nhiều lọ kinh nghiệm đâu mọi người à. Mình nghĩ là các bạn nên cài một cái database công thức chế tạo lọ kinh nghiệm ấy. Nó sẽ tiện cho chúng ta chế tạo trái táo vàng này. Đấy, còn tìm ở trong máy đá bình thường mà tìm lọ kinh nghiệm á thì mình nghĩ là rất là khó luôn các bạn à. Rồi, chúng ta đến với trái táo. Ủa, trời, ăn táo vàng nhiều quá mưa mọi người. Và nói chung là nó chỉ đem lại khả năng đặc biệt thôi, còn ăn vô thì nó không có cộng máu hay là cộng sức mạnh hấp thụ cái kiểu các bạn à, khá là buồn. Ok, tiếp theo đó chính là táo vàng thối. Táo vàng làm bằng thịt thối nha mọi người. Đây, chúng ta phải hy sinh một trái táo vàng đấy để mà chế tạo được trái táo vàng thối này. Trái táo thối nha mọi người, không phải là táo vàng thối. Đấy, trái táo thối nha mọi người. Thì trái táo này mình không ăn được mọi người ạ. Biết ăn được không? Ăn được nhưng mà nó sẽ không đem lại khả năng gì đâu. Thì nếu mà các bạn cho một con ngựa ăn trái táo vàng, à quên, trái táo thối này á, thì nó sẽ biến thành ngựa thay ma nha mọi người. Và tên của nó, hay tên của nó hay là yên cửa giáp giáp ngựa thì nó vẫn giữ nguyên trong con ngựa zombie đó. Đây, các bạn không nên cho nó ăn mà kiểu ấn chuột vô nha, các bạn phải thả vô nó. Bùm. Ủa? Bùm.
Đó. Ô. No, sao tác giả bảo là cái yên cưỡi nó vẫn bình thường à, cái giáp bình thường mà. Nhưng mà mình cưỡi được con ngựa zombie này. Đó, xịn cho mọi người. Ngựa này bơi được không? Không được mọi người. Nó chim kia. No. No. Đây, nếu mà các bạn muốn có một con ngựa thay ma thì các bạn phải hy sinh một trái táo vàng nha. Đây là con ngựa thay ma và cái âm thanh của ngựa này rất là kỳ. Tại tại vì nó là ngựa thay ma mà cái tiếng nó sẽ khác thôi. Và nó chạy nhanh vãi. Wow, lần đầu tiên mình cưỡi được ngựa thay ma mọi người. Thường là trong thế giới Overworld của bạn thì sẽ không có ngựa thay ma nha. Đấy, ngựa xương thì nó cũng có. Ngày xưa không biết nữa tại sao nữa mọi người ạ. Lúc mà mình đang chơi Minecraft sinh tồn bình thường á, tự dưng có mấy con skeleton nó cưỡi ngựa xương. Đấy, xong mình đánh tụi nó chết ấy thì con ngựa xương nó vẫn còn và mình có thể cưỡi được ngựa xương nha mọi người. Đó, còn bây giờ thì mình chơi sinh tồn mà mình không gặp tụi nó lại mọi người, không biết tại sao, nó chắc là xóa rồi. Và ngựa zombie thì không có mọi người, chỉ có là mình dùng lệnh để triệu hồi nó thôi. Và các bạn nhìn con ngựa zombie này, mắt của nó màu đen đấy, nó không có cái tròng mắt luôn và nó lồi xương ra này nè mọi người. Đấy, xương ra này, thịt của nó các bạn nhìn này, nó bị thối rữa luôn đó. Nó là ngựa zombie mà và rất là đẹp, mình rất là thích con ngựa zombie này. Thì còn các bạn thì sao? Đấy, thấy trái táo vàng nhầm, trái táo thối các bạn à. Trái táo thối này ra sao đấy, thấy hữu dụng không? Đấy, cho những bạn nào thích một con ngựa mới thì chế tạo trái táo thối này nha. Rồi chúng ta đến với trái táo tiếp theo là trái táo độc nha mọi người. Trái táo này thì các bạn chế tạo bằng tất cả loại thức ăn có độc, cá nóc này, khoai tây độc này, mắc nhện độc này, thuốc độc này, rồi các bạn sẽ chế tạo được một trái táo độc. Và đây đây là trái táo độc, các bạn thấy cái đầu lâu độc không? Thường là mấy cái mà độc á là sẽ hiện một cái đầu lâu. Thì trái táo này có khả năng gì? Khi các bạn ăn trái táo này thì các bạn sẽ bị độc nhưng mà không có chết đó. Các bạn thấy chưa, độc này á thì nó chỉ là lâu lâu nó giật các bạn một cái thôi đấy. Nó không có hại chết các bạn đâu đó, lâu lâu nó giật các bạn một cái thôi. Và nếu các bạn muốn cái độc này chuyển sang một người khác á thì các bạn phải đánh người đó bằng tay không đó. Mình đánh ngựa được không ta? Thì nói chung là cái trái táo vàng này chỉ để chôn thôi chứ thực chất là nó không được cái gì á mọi người ạ. Đó các bạn thấy chưa, các bạn thấy con ngựa nó bị độc chưa? Lâu lâu nó sẽ bị độc các bạn, nhìn này, lại mưa, nhìn này, nhìn này đó. Rồi nếu con ngựa đó đánh mình lại thì mình sẽ bị độc, các bạn hiểu không? Sức mạnh độc nó truyền qua truyền lại như vậy đó. Đó chính là trái táo độc. Các bạn thấy kỳ đúng không? Rồi chúng ta đến với trái táo cuối cùng và cũng là trái táo đặc biệt trong cái data pack này. Ok, trái táo cuối cùng đó chính là trái táo iPhone. Các bạn không tin đúng không? Đây mình sẽ chế tạo bạn xem cách để chế tạo một cái iPhone. iPhone có nghĩa là điện thoại Apple đấy mọi người, của hãng Apple đấy, có nghĩa là quả táo ấy. Rồi các bạn cần cho mình 6 sắt, một hộp nhạc, và đây là hộp bỏ đĩa nhạc vô nha mọi người chứ không phải là hộp nhạc kia. Rồi một viên kim cương, một trái táo vàng, trái táo thường cùng với lại là một cục nút bấm, rồi bỏ vô đó các bạn sẽ được iPhone. Đùi thôi, cái này là gọi là cái gì ta, Apple e-block. Apple e-block mọi người, thì mình gọi là iPhone thì cũng đúng đúng không? Rồi cái này có chức năng gì? Khi các bạn ăn chuột thì nó sẽ phát nhạc đó, hay không, hay không? Đó, ăn chuột đổi nhạc nè, nó sẽ có tất cả các đĩa nhạc trong Minecraft luôn nha mọi người. Đĩa nhạc nào cũng có nha. Đó, cầm cái này đi phiêu lưu mở nhạc nó hấp dẫn làm sao đúng không mọi người? Không cần phải chúng ta cầm cái đĩa nhạc, chúng ta bỏ vô cái hộp nhạc để mà nó phát nhạc ra. Thì chúng ta có cái điện thoại này rồi thì chúng ta chỉ cần ấn vô thôi là nó sẽ phát nhạc ra cho chúng ta. Đấy, mình đi đâu thì nhạc nó sẽ đi theo chứ không phải là cái hộp nhạc nó nằm chỗ kia, mình đi xa một tí là nó hết phát nhạc. Ồ, nhạc có vẻ hơi to. Đó, độ tất cả bài nhạc trong Minecraft nha mọi người. Độ u nhạc gì vậy ta, hay vãi. Có nhạc Bích Linh không ta? Ui mẹ ơi, có nhạc kinh dị luôn á, đấy sợ vậy. Đó, nhạc Big Step nè mọi người. Có cả nhạc Big Step luôn. Hấp dẫn vậy. Nói chung là cái táo này không ăn được nhưng mà nó sẽ phát nhạc tất cả các loại nhạc trong Minecraft đấy, dành cho những bạn nào nghiện nhạc Minecraft và không có thể nào thu thập được nhiều đĩa đấy. Chế tạo cái điện thoại này cực kỳ dễ đúng không? Chỉ cần chúng ta tốn một cái táo thường, 6 cục sắt và một cái lo phát nhạc. Cái lo đó thì sử dụng một viên kim cương nha mọi người.
sử dụng một viên kim cương để mà chế tạo được cái lò đó nha, cái lò phát nhạc á. Oh no. Con ngựa nó bị độc chết rồi mọi người ạ. Ờ làm sao để tắt nhạc ta? No. À hình như là mình nghe hết thì nó sẽ tự tắt thôi mọi người ạ. Oh my god, độc chết con ngựa luôn rồi mọi người. Đây là độc vĩnh viễn nha, chứ không phải là độc vài giây nó hết nha. Đây là độc vĩnh viễn và nó sẽ gây sát thương khoảng nửa tim ấy. Lâu lâu mình là con người nên là mình có thể ăn để hồi phục máu, còn con ngựa thì nó là động vật ấy, mình không cho nó ăn thì nó không hồi phục máu nha mọi người, nên là nó chết là đúng ấy. Ui tội người xưa. Nè cho mày iPhone để xài này lúc kia nè, để mình đi xa xem là nhạc nó có hết phát không nha. No mọi người ơi, cái nhạc hình như là nó đi theo mình để xa đúng người ạ. Hello. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi Databách ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thú vị đừng quên để lại cho mình một like cũng như là comment phía dưới là fancast để mình thả tim nha. Và các bạn thích trái táo vàng nào nhất thì comment phía dưới để mình biết nha mọi người. Bye bye. Anh hùng trong chúng ta.